này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì tu tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni khi ấy chẳng thấy sở tu là tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh nghĩa là chẳng thấy ta có thể an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh khi ấy chẳng thấy sở an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tâm lìa tướng an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nghĩa là chẳng thấy ta có thể an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, ta có thể xả việc này. Đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì an trụ chân như cho đến cảnh cảnh giới bất tư nghỉ như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ khi ấy chẳng thấy sở an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ